Xin chào các bạn, mới đây hãng điện thoại Alcatel đã ra mắt giới công nghệ chiếc smartphone U7 Plus kết hợp nhiều tính năng cao cấp như quét vân tay, kính 2.5D cùng thiết kế đẹp, sang trọng. Nhưng chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chiếc smartphone tích hợp nhiều tính năng hữu ích này đang được bán với mức giá chưa tới 2 triệu. Bây giờ các bạn hãy cùng đi review chiêm ngưỡng sản phẩm này nhé! Về thiết kế, U7 Plus sở hữu thiết kế đẹp, sang trọng, trái ngược với mức giá thuộc dòng sản phẩm phân khúc giá rẻ. Vẻ ngoài của máy khá giống iPhone 6 Plus của Apple, nhưng máy sở hữu 3 phím cảm ứng điện rung ở mặt trước, chứ không phải nút home cứng như iPhone 6 Plus. Kết hợp cùng 4 góc bo cong mềm mại, tạo thêm điểm nhấn tinh tế cho sản phẩm. Đặc biệt, tuy thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng Alcatel đã trang bị cho U7 Plus nút cảm ứng vân tay tiện ích ở mặt sau, cùng camera chính và đèn flash LED. Với thiết kế này thì U7 Plus khẳng định mình không phải dạng vừa trong rừng smartphone giá rẻ trên thị trường hiện nay. Alcatel U7 Plus thuộc phân khúc giá rẻ nhưng lại sở hữu tính năng của thiết bị cao cấp như màn hình 2.5D. Với kích thước 5.5 inch, độ phân giải 720p, giúp thiết bị dư sức đáp ứng các trải nghiệm của người dùng như xem phim, lướt web hay làm việc với độ sắc nét ổn định. Ngoài ra, với độ phân giải này còn giúp tiết kiệm khá nhiều pin cho thiết bị. Về cấu hình, U7 Plus được trang bị vi xử lý MediaTek MT6737 4x, Cortex A53, xung nhịp 1.3GHz, RAM 3GB, bộ trong 16GB. Máy sử dụng một khe SIM line cho phép người dùng lắp tổng cộng 3 thẻ, 2 thẻ SIM và 1 thẻ nhớ microSD. Trong đó, một thẻ SIM sẽ hỗ trợ mạng 4G và thẻ nhớ microSD hỗ trợ đến 32GB. Ngoài ra, máy còn được trang bị viên pin dung lượng 2.500 mAh, đem đến khả năng sử dụng thoải mái trong một ngày và có hỗ trợ 3G, 4G LTE tốc độ cao. Đáng chú ý nhất, dù là một chiếc smartphone giá rẻ, nhưng U7 Plus lại được Alcatel ưu ái trang bị camera chính có độ phân giải 13MP, khẩu độ f2.0 cùng camera phụ 5MP kết hợp cùng đèn flash LED, giúp hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, đem lại cho người dùng những bức hình đẹp, sắc nét cùng màu sắc chân thực. U7 Plus hiện đang được bán với mức giá chỉ 1,9 triệu với 3 màu sắc trẻ trung để lựa chọn, trong đó có màu vàng hồng thời thượng. Mức giá thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng chiếc smartphone này lại hội tụ những tính năng cao cấp không thể bỏ qua. Ngoài ra, chia sẻ thêm cho các bạn với tầm giá 1,9 triệu tại Diệm Thông Minh, các bạn có thể sở hữu cho mình chú dế Redmi Note 4G của Xiaomi với cùng kích thước màn hình 5.5 inch và camera độ phân giải 13MP. Đây là sản phẩm cũng đáng để sở hữu trong rừng smartphone phân khúc giá rẻ. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể tham khảo trên website diệuthongminh.vn hay đến ngay các hệ thống Diệm Thông Minh trên toàn quốc để tư vấn và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.